anh chắc không phải đâu. Em bị chả chuẩn rồi. Chung bóc hết ra. Bóc cả cái gì ra chung ạ? Bóc cả cái mặt ga lăng Lambo ra. Thì fake mà, không phải xịn mà. Anh em nói thật, vì khách quen mình nói xịn thật luôn là tem đấy là tem lội thôi, không phải xịn. Nói chung mà nó giống nhưng mà nó là lội. Nhưng cứ bao tiền? 200. Đúng rồi ạ, không báo cho em 200. Cái này nó không liền, đúng không? Bác mà dán đấy về bác phải dán thêm cái lớp ni lông bên ngoài như kiểu dán mấy ông xe máy ấy. Tức là cái kia của nó là liền với một tấm này này. Đúng rồi ạ. Rồi. Để săn độ thằng em đi. Tem xịn đó, được thì đạt độ. Rồi, ok để đạt tới đạt độ. Được, ok. Được. Em này, rồi, anh em có rồi thì có gì đâu, mình có với mình gọi ngay có gì đâu. Cái đấy thì chuẩn luôn rồi. Đấy. Đấy, chúng bỏ lên pha đèn ra cho bác. Pha đèn Lambo. Rồi ok, đúng chuẩn luôn rồi. Về vẫn tháo cái bóng kia sang được ạ? À? Vâng, anh đưa bóng cũ sang là ok anh ạ. Rồi ok. Chúng bỏ cái gì ạ? Bỏ cái bát đời sốc ra cho bác xem, cho kiểm tra bát đời sốc cho bác. Tàu thôi ạ, cái này tàu thôi. Tôi bỏ cái